Cảm ứng cứu khổ của Địa Tạng Bồ Tát Huỳnh Trí Đức. Tuổi ấu thơ, con người được gọi là tuổi khoái lạc nhất. Lớn lên đi học là thời uống thuốc tiêu khí hoàn. Thời thanh niên cường tráng thì dù trời long đất lở cũng chẳng quản. Sinh hoạt trong khoái lạc chẳng phải lo, chẳng phải buồn như chú chim bé bay lượn tự tại trên bầu trời, đâu biết đến chuyện ưu sầu khổ não. Đến lúc già suy thì theo kinh nghiệm của đời người thật là khổ nhiều vui ít. Nếu như không phải vậy thì mới sanh ra đã khóc eo e không dứt, đó là đã bắt đầu sự khổ rồi. Phật dạy, hoặc nghiệp là nhân tố để tạo thành quả khổ cho kiếp người. Tôi từng được nghe lão pháp sư khai thị, đời người giống như tấm vải trắng, bị dính lốm đốm những vết mực đen, phải dần dần dùng nước sạch, giặt tẩy mới có thể trắng được. Do đó, nên thường thường niệm Phật, Phật thương xót chúng sanh, có thể làm cho những tâm tánh tội ác của con người dần dần được thanh tịnh, được thoát ly khổ não. Năm ngoái vào giữa tháng 8, con của Trí về nhà, có bác sĩ Lý đến thăm. Nhân tiện tôi hỏi, cổ của tôi có lúc bị nghẹt, thở không được, có lúc uống một cốc nước mà cũng không uống được, chẳng biết vì sao. Lý bác sĩ khám một cách cẩn thận, bảo tốt nhất là đi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi liền đến bệnh viện Sùng Hoa, gặp bác sĩ Dương Mẫn, khám tổng quát. Các bộ phận của thân thể tôi đều bình thường, chỉ có chỗ yết hầu cần phải chiếu quang tuyến X thì mới rõ được. Khi chiếu X quang thì phát hiện giữa thực quản và khí quản có nổi lên một vật không biết là gì. Sau cùng, các bác sĩ chuyên khoa quyết định cần phải giải phẫu để lấy ra. Tôi rất sợ bị giải phẫu, nghĩ rằng mình đã 60 tuổi rồi mà còn phải mổ xẻ, thật không thể được, thôi cứ để theo tự nhiên vậy. Về nhà kể lại với các con, đứa con gái lớn nói bất luận thế nào cũng phải báo cho các em biết. Các con tôi đều khuyên nên đi giải phẫu, tôi không cưỡng lại được. Nên ngày mà Học Nhi trở về, các con đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi làm các thủ tục như rũ ruột, đo nhiệt, thì 9 giờ sáng tôi được đưa vào phòng mổ. Vào đến cửa thì 5 vị bác sĩ, 2 vị y tá bảo tôi nằm trên giường inox mát lạnh, rồi trói chân tay tôi lại, không cử động được. Hai mắt bịt kín, tôi chỉ biết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến 9 giờ một khắc, bác sĩ Homo Shishima chích một mũi thuốc mê khiến tôi chìm vào giấc ngủ mê man. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ giải phẫu, bác sĩ Homo Shishima đã lấy ra được vật chướng ngại dài hơn 7 phân. Rồi tôi từ từ tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là con cái thân hữu. Tôi rên lên một tiếng, đúng là ngàn năm được tái sinh trở lại. Tưởng mở miệng là nói được, nhưng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có những giọt lệ già chảy xuống thôi. Con gái tôi luôn miệng an ủi, khuyên tôi cứ an tâm tĩnh dưỡng. Bây giờ trong cổ họng tôi có một cái ống hình tròn bằng kim loại để giúp tôi thở được dễ hơn, chỉ ăn uống không được thoải mái. Bác sĩ có nói là sau khi phẫu thuật thường có cảm giác khó chịu, phải chịu khó và cẩn thận làm bạn với nó một đêm, cần nhất là ngủ cho được. Thời gian ở bệnh viện, ngày đêm tôi thường được các y tá và con cái chăm sóc chu đáo. Ngày 18, bác sĩ Dương đến thăm bệnh nhân, ghé vào thăm tôi, ông nói, cuộc giải phẫu của tôi rất suôn sẻ và tốt đẹp, ông cần mạnh mẽ lên, tĩnh dưỡng vài ngày là tốt thôi. Tôi phải nói gì đây, chỉ có một nụ cười ngượng mà thôi. Trong bệnh viện, hiện có pháp sư Duy Từ, bạn ở Trung học Thánh Tâm, bạn bè và thân hữu đến thăm viếng, tỏ ý quan tâm quá mức khiến tôi vô cùng cảm kích. Lại có các bằng hữu của Tổ quốc Tự do đến thăm viếng an ủi, hy vọng tôi sẽ nhanh chóng khôi phục, thân thể khỏe mạnh để đi Đài Loan du lịch. Tôi rất muốn tham dự chuyến đi ấy, chỉ vì tôi đã có kế hoạch đi đến Di Lặc Nội Viện ở tỉnh Trĩ để chiêm ngưỡng nhục thân và dung nghi của Đại sư Từ Hàn. Đây là ước muốn số 1 của đời tôi. Ngày mùng 8, tôi được xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Tôi lại tiếp tục điều trị bằng điện liệu. Bác sĩ về điện liệu là ông Kanay, khám lại một cách kỹ càng và nói cần phải kiểm tra lại chụp X quang, đo nồng độ máu so với tuổi tác có bị cao hay không. Lấy kết quả rồi, điều trị điện liệu trong khoảng 20 ngày,
mỗi ngày 10 phút không được gián đoạn, 8 giờ sáng mỗi ngày, con gái giúp tôi đi điện liệu. Được hơn 10 ngày thì thân thể tôi suy nhược, tinh thần mệt mỏi, tứ chi rã rời, yết hầu bị sưng tấy, uống một ngụm nước cũng không được, tinh thần suy kiệt chẳng giữ gìn được, người cứ hôn trầm giống như người chết, thân thể gầy ốm một cách khủng khiếp. Mọi người rất lo ngại, tôi cũng không muốn tiếp tục trị liệu, nhưng hai người y tế chủ trị không đồng ý, vì nếu dừng lại thì công phu chữa trị trước đây há chẳng phải uổng phí sao. Sau đó họ dùng phép châm cứu, vừa châm vừa bổ thuốc trợ giúp cơ thể, rồi tiếp tục điện liệu cho đến ngày thứ 20. Sự khốn khổ ấy thật không thể diễn tả được. Hết nạn này đến nạn khác ở quá khứ, bây giờ có một nạn lớn nữa là cái ống bằng kim loại để giúp hô hấp trong cổ họng tôi bao giờ mới được lấy ra. Đã 5 tháng trôi qua, y tá nói chưa lấy ra được, tôi thật sự rất lo ngại ưu sầu. Cuối cùng thì bao giờ mới lấy nó ra được đây, thật là lo quá. Trong sự lo sợ ưu sầu này, tôi nghĩ phải hết lòng chí thành cầu nguyện chư Phật từ bi xót thương mà xé hết tội chướng cho tôi. Rồi sáng sớm ngày 20 tháng giêng, tôi ngồi trên ghế dựa, nhắm mắt trì niệm thần chú chuẩn đề. Đột nhiên nghe bên tai có người nói rằng: "Ngang trái thay, tốt nghiệp của ngươi chưa trừ hết được." Tôi rất kinh hoàng, mở mắt ra nhìn. Ôi, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Đúng là rất lâu tôi không thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ tôi liền quỳ trước tượng Địa Tạng Bồ Tát chí thành cầu sám hối. Nguyện Bồ Tát từ bi giải hết nghiệp chướng cho tôi. Bấy giờ tôi phát nguyện tụng 10 bộ kinh Địa Tạng bổn nguyện để cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Ngày 26 tháng giêng bắt đầu trì niệm, thật là linh nghiệm. Khi niệm hết bộ thứ 5 thì khí cụ hô hấp trong cổ tôi được lấy ra. Lúc y tá lấy khí cụ ấy ra, tôi rất lo sợ, tâm tình khẩn trương khó mà diễn đạt. Ngày mồng 1 tháng 2, tôi đến chùa Định Huệ nhờ pháp sư Duy Từ thiết lễ cúng Phật để hồi hướng. Bấy giờ vết thương trong miệng đã lành. Từ đây, mỗi ngày 2 lần, sáng tối tôi đều đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, cảm tạ ơn đức cứu khổ cứu nạn của Ngài. Tâm tôi thật là hoan hỷ. Ghi lại từ tập Sang Bồ Đề Thọ, quyển 17, kỳ 2, ngày 8 tháng 1 năm 1956. Ha ha ha,